chào tất cả các bạn. Du lịch khách sạn nhà hàng vẫn tiếp tục là một trong những ngành công nghiệp lớn nhất thế giới, đóng góp khoảng 10% GDP toàn thế giới, tương đương với 6 tỷ đô la. Ngành công nghiệp này đang thực sự bùng nổ, đồng thời là một trong những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lớn nhất, với khoảng 300 triệu việc làm được tạo ra từ các doanh nghiệp du lịch trên toàn thế giới. Còn tại Việt Nam thì sinh viên chỉ từng biết đến ngành quản lý du lịch khách sạn, nhưng nếu du học Singapore thì sinh viên sẽ được học một ngành hoàn toàn mới, là sự kết hợp logic giữa du lịch khách sạn và quản lý sự kiện. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó chính là du học Singapore trường MDIS ngành du lịch khách sạn và quản lý sự kiện. Vâng, thì đến với chủ đề này thì thời gian vừa qua, chuyên mục đã đúc kết và chọn đọc ra một số lá thư có thắc mắc phổ biến và hay nhất có liên quan. Nhưng trước khi đi vào trả lời thư của các bạn thì CC xin giới thiệu đôi nét về trường MDIS cũng như là ngành du lịch khách sạn và quản lý sự kiện tại trường cho các bạn lắm rõ nhé. Thì trường được thành lập vào năm 1956, trải qua gần 60 năm thì MDIS hiện là tổ chức giáo dục uy tín và lâu đời tại Singapore. MDIS là tổ chức giáo dục phi lợi nhuận. Mọi hoạt động của học viện được định hướng để phục vụ cho sự phát triển bền vững, đảm bảo sự lợi ích và tốt nhất cho học viện. Về cả chất lượng lẫn chi phí, với lợi thế lịch sử và sự uy tín, chất lượng thì MDIS hiện thu hút sinh viên đến từ 76 quốc gia đang theo học. Đây cũng là trường có số lượng học sinh Việt Nam đang theo học đông đảo với hơn 600 bạn và nhận được sự đánh giá cao của mọi phụ huynh. Trung tâm thực hành khách sạn du lịch MDIS thì đảm bảo cho mỗi sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng làm việc chuyên nghiệp và đáp ứng ngay nhu cầu của thị trường. MDIS còn có bộ phận hỗ trợ việc làm, giúp cho mọi sinh viên tìm kiếm vị trí thực tập và công việc ngay sau khi tốt nghiệp. Hàng năm thì trường tổ chức ngày hội việc làm 6 tháng một lần theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên học tập, và nhiều sinh viên tốt nghiệp tại MDIS đã ở lại làm việc tại Singapore. Đối với chương trình giảng dạy ngành du lịch khách sạn và quản lý sự kiện tại trường sẽ cung cấp những kiến thức về du lịch và sự kiện cũng như là những kiến thức về kinh tế, chính trị xã hội trên toàn thế giới trong tổng thể những kiến thức khoa học xã hội. Chương trình được xây dựng dựa trên khuôn khổ phát triển du lịch bền vững. Sau khi kết thúc chương trình thì sinh viên sẽ có những hiểu biết sâu rộng về hệ thống du lịch trên thế giới, những chính sách liên quan đến du lịch, sự kiện và những kiến thức chuyên sâu về các nhân tố ảnh hưởng đến du lịch, sự kiện như là văn hóa, xã hội, kinh tế và môi trường. Vâng, thì tới đây thì CC xin trả lời thư của một bạn tên là An Nguyên với địa chỉ là an.nguyen2508a@gmail.com như sau. Xin chào chuyên mục. Em năm nay đã tốt nghiệp cao đẳng ngành quản trị du lịch và khách sạn và đã đi làm được 1 năm. Tới nay thì em đã nắm rõ kiến thức cũng như là làm việc rất tốt với đúng chuyên ngành của mình rồi. Nhưng mà em lại nghĩ rằng kiến thức thì sẽ không bao giờ có giới hạn. Và để nâng cao trình độ tay nghề thì em quyết định sang năm sẽ học thêm về ngành du lịch khách sạn và quản lý sự kiện tại Singapore trường MDIS. Vậy trước khi quyết định chín chắn hơn trước khi đi du học thì chuyên mục có thể tư vấn giúp em về học phí, yêu cầu nhập học của trường là như thế nào? Và hiện nay thì tại trường có học bổng nào dành cho các sinh viên hay không? Vâng, và chuyên mục sẽ trả lời thư như sau. Thì với chuyên ngành du lịch khách sạn và quản lý sự kiện tại Singapore trường MDIS thì mức học phí cho chương trình cao đẳng về du lịch khách sạn và quản lý sự kiện tại MDIS là 9.630 đô la Singapore, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Thời gian học kéo dài 8 tháng là học lý thuyết, 6 tháng thực tập. Còn về yêu cầu nhập học cho chương trình này sẽ là bạn phải tốt nghiệp trung học phổ thông với điểm trung bình lớp 12 là trên 7.5 hoặc là bằng cấp tương đương. Tiếng Anh yêu cầu là IELTS 6.0, TOEFL IBT là 72 hoặc là hoàn thành chứng chỉ PCIE tại MDIS. Và một tin vui cho bạn Nguyên Anh cũng như là tất cả các bạn đang muốn đăng ký tại trường MDIS Singapore, đó chính là hiện nay trường MDIS Singapore đang có những suất học bổng vô cùng giá trị cũng như là những hỗ trợ dành cho sinh viên quốc tế. Cụ thể là học bổng 4.000 đô la Singapore cho các sinh viên quốc tế ghi danh vào khóa thạc sĩ. Còn đối với chương trình đại học thì có học bổng là 3.200 đô la Singapore và học bổng trị giá 500 đô la Singapore cho các bạn sinh viên quốc tế ghi danh vào khóa cao đẳng nâng cao. Về phần hỗ trợ học phí cho sinh viên thì bao gồm hỗ trợ 2.500 đô la Singapore cho các sinh viên quốc tế ghi danh vào khóa thạc sĩ, hỗ trợ 2.000 đô la Singapore cho các sinh viên quốc tế ghi danh vào khóa đại học và 1.500 đô la Singapore cho các sinh viên quốc tế ghi danh vào khóa O-Level. Và đặc biệt hơn nữa, đó chính là hiện nay trường MDIS Singapore đang có chương trình miễn phí 100% apply là 321 đô la Singapore đến hết ngày 31 tháng 9 năm 2015 nha các bạn.
Vâng, tới đây thì chắc hẳn nhiều bạn đã nắm chắc những thông tin và điều kiện cần biết trước khi chuẩn bị học tập ngành du lịch khách sạn và quản lý sự kiện tại trường MDIS Singapore rồi đúng không nào? Và cũng như những chuyên mục giải đáp dục Singapore số trước, thì số này mình xin nhắc lại về các giấy tờ và hồ sơ chuẩn bị trước khi đi du học Singapore, đó chính là bản sao giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp và bảng điểm học bạ của hai cấp học cao nhất, hộ chiếu copy, ảnh 4x6 nền trắng, khai form đăng ký học của MDIS và form xin visa. Và để kết thúc chuyên mục ngày hôm nay thì đáp ứng thêm yêu cầu của nhiều khán giả đã gửi tới chuyên mục là hướng dẫn thêm về cách sử dụng tàu điện ngầm MRT sẽ là phương tiện thiết yếu mà các bạn sẽ sử dụng thường xuyên khi du học Singapore nhé. Vâng, đây là phương tiện công cộng mà không có người kiểm soát vé và tất cả đều là tự động. Lần đầu tiên khi bạn đi MRT thì bạn cần tìm ga tàu điện gần với mình nhất, sau đó xác định trước mình sẽ đến ga nào. Tiếp theo đó là vào ga và tiến tới bút, hay còn gọi là cột mua vé tự động. Màn hình cảm ứng sẽ xuất hiện, thì các bạn nhấn ga cần đến, máy sẽ tính toán xem phải mất bao nhiêu tiền. Các bạn sẽ nhét tiền xu hoặc là tiền lẻ vào máy và sẽ cộng thêm $1 Singapore tiền cọc vé. Nếu bạn trả dư thì máy sẽ tự động nhả vé và tiền thừa cho mình. Bước tiếp theo nữa là khi đã có vé trong tay thì chúng ta sẽ qua cửa kiểm soát. Lúc này thì mình chỉ cần cầm thẻ quẹt lên thanh Barry để vào ga. Nhớ là cầm cẩn thận thẻ này nhé. Hệ thống tàu MRT của Singapore thì có 3 loại chính, đó chính là đỏ, xanh và tím. Và chúng ta sẽ phải xác định đi đến ga nào thì tìm line đó. Mỗi ga sẽ chỉ mất vài phút, vì vậy mà bạn cần quan sát kỹ kẻo đi quá ga mình đến nhé. Và khi đến ga cần đến thì bạn sẽ chỉ có khoảng 1 phút để ra khỏi tàu, vì vậy mà cần nhanh chóng ra cửa tàu. Tuy nhiên thì cần phải xếp hàng để ra chứ không được chen lấn nha. Lúc này thì mình cần sử dụng thẻ để ra khỏi ga. Bước cuối cùng là tiến đến bút bán vé tự động và nhét thẻ vào để trả thẻ lại cho máy và lấy lại tiền dư nha các bạn. Vâng, thì vài phút vừa rồi của chuyên mục đã kết thúc chủ đề ngày hôm nay, đó chính là du học Singapore trường MDIS ngành du lịch khách sạn và quản lý sự kiện. Nếu các bạn còn bất kỳ những thắc mắc nào, cũng như là để được hướng dẫn về thủ tục hồ sơ, cách chọn trường, làm sao để đạt được học bổng khi du học Singapore, vân vân, thì các bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi, đó chính là công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, là đại diện tuyển sinh chính thức của các trường cao đẳng đại học tại Singapore, theo mặt tiền là 148-1 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, số điện thoại 0838484879. Ngoài ra thì Tân Đại Dương còn có hai chi nhánh khác là tại quận 5 và tại thành phố Nha Trang. Lưu ý là Tân Đại Dương không có chi nhánh ngoài Hà Nội nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.